Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra và xử lý hơn 5.152 cơ sở sản xuất kinh doanh thiết bị y tế vi phạm quy định, xử phạt số tiền là hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngày 25 tháng 2, lực lượng này đã kiểm tra 81 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc trên địa bàn cả nước, thu giữ hơn 26.000 sản phẩm khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, hiện nay nhu cầu về trang thiết bị phòng dịch, đặc biệt là khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tăng cao. Các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tuy nhiên, do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế.